Khương Ngọc, Hoàng Phi, Hồng Ân, Trang Trần, Jackson, Kerry, Phùng Ngọc Huy, Jessica. Những gương mặt xuất sắc nhất qua các hành trình tìm kiếm cặp đôi bạn đường hợp ý cùng hai gương mặt được khán giả bình chọn. Họ sẽ cùng quay trở lại để tham gia vào loạt hành trình đặc biệt cuộc đua của những nhà vô địch đầy cam go và hấp dẫn. Hai đội chơi, mỗi đội gồm một nghệ sĩ Việt Nam và một người bạn đồng hành nước ngoài sẽ tiếp tục đấu đối kháng với nhau thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên suốt chặng đường di chuyển quy định. Bước vào cuộc đua, hai đội chơi sẽ luôn song hành với nhau trong suốt hành trình. Tính cạnh tranh giữa hai đội chơi sẽ trở nên quyết liệt hơn khi mỗi ngày ngoài những nhiệm vụ riêng cho từng đội như thường lệ, hai đội chơi cũng sẽ phải trực tiếp đối đầu nhau trong các nhiệm vụ đối kháng gay cấn. Trong cuộc hành trình lần này là các thành viên các đội và các cặp thi đấu sẽ được xáo trộn và được xác định bằng việc bốc thăm. Xem bạn sẽ đi với ai nhá. Ok. Chúc anh như thế. Jessica. Trang Trần. Phùng Ngọc Huy. Đây, anh Hưng Ngọc sẽ đi cặp 3. Huy đủ rồi. Là ai? Là gương mặt được yêu thích số 3 thì sẽ đi rất là khó. Hưng Ngọc. Đây. Như vậy, sau lượt bốc thăm đầu tiên, các đội chơi và các cặp thi đấu đã lần lượt được xác định. Các đội chơi lần này đều là những đối thủ đáng gờm, kỳ phùng địch thủ của nhau, hứa hẹn sẽ đem lại một vòng đua gay cấn. Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Bạn Đường Hợp Ý. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình bắt đầu tại thị xã La Ghi. Từ thị xã là gì? Hai đội chơi lần này sẽ cùng khám phá và thi tài tại những vùng đất ven biển Nam Trung Bộ đầy nắng gió: Phan Thiết, Bình Thuận, Ninh Chữ, Ninh Hải và kết thúc hành trình tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Bây giờ chúng ta hãy gặp bốn thí sinh mới của chúng ta. Xin mời. Xin chào các bạn. Chào Aaron. Hello Aaron. Long time no see. Oh, nice to meet you. See you again. Chúng ta bắt đầu với đội chơi của diễn viên ca sĩ Hồng Ân, mà là nhà vô địch từ lần trước mà đã từng là đối thủ của mình. Hồng Ân, chàng ca sĩ MC đa tài này đúng là một ẩn số đầy bất ngờ trong bạn đường hợp ý hành trình thành phố Hồ Chí Minh An Giang khi đã thi đấu xuất sắc trong mọi nhiệm vụ của chương trình đưa ra và giành chiến thắng chung cuộc. Khả năng ngoại ngữ đa dạng khi có thể nói tới 2-3 ngôn ngữ khác nhau, thể lực và sức bền tốt, thông minh cộng với kỹ năng sống đã được đào tạo căn bản từ hoạt động hướng đạo sinh, những ưu điểm của Hồng Ân xem ra khá hoàn hảo. Tuy nhiên, nóng tính, dễ để tâm trạng tác động, đó chính là gót chân asin của anh chàng này. Liệu lần này Hồng Ân có thể khắc phục kịp những nhược điểm đó để tối ưu hóa sức mạnh của đội mình? Nhớ chứ, vì đánh bại vậy thì phải nhớ chứ. Hồng Ân thì tham gia chương trình Bạn Đường Hợp Ý lần này thì thấy như thế nào? Lần thứ hai tham gia, hôm nay có partner mới Hồng Ân. Đúng vậy. She's very cute. Yeah. Hồng Ân nghĩ đây là một động lực để có thể tiếp tục trong 4 ngày hành trình tới. He says that you're kind of you're so cute, you're a motivation for him to go very hard the next 4 days. Yeah. So how are you feeling your second time doing this I'm thing? I'm really excited, positive that we can communicate a little bit more. Mm-hmm. Who was your partner last time? I had Huy. Phùng Ngọc Huy hả? Yeah, Phùng Ngọc Huy. Đáng yêu, trẻ trung, cười mới và ngọt ngào, đó chính là ấn tượng mà cô gái nữ Jessica đã để lại trong chương trình Bạn Đồng Hành. Hành trình Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp cùng với người bạn đồng hành Phùng Ngọc Huy. Không biết tiếng Việt quá xa lạ, nhiều bỡ ngỡ với môi trường cuộc sống đồng quê ở Việt Nam. Đó chính là điểm yếu của cô nàng này. Nhưng bù lại, cô gái trẻ này lại rất nhiệt tình, năng động, lạc quan, vui tính, luôn hết mình và biết cách hỗ trợ phối hợp tốt với người bạn đồng hành của mình trong mọi nhiệm vụ. Liệu lần này khi kết hợp với Hồng Ân, Jessica có thể tiếp tục phát huy hết những thế mạnh đó để tiếp tục giữ vững ngôi vô địch của đội mình? Còn đội thứ hai là đội của Nguyệt Ánh, đã từng là bạn đồng hành của Aaron. Ồ, tình cũ ha. Thật tình cờ và bất ngờ khi gương mặt nữ được khán giả yêu thích, đối thủ của Hồng Ân và Jessica lần này không ai khác lại là Nguyệt Ánh. Cô diễn viên nhỏ bé và có vẻ chủ yếu thuộc nữ nhưng nhạy bén, quyết tâm, kiên trì, thất trong bại trong câu của tôi mà bà nên tập trung vô câu của bà. Liệu rằng khi kết hợp với một người bạn mới và lại có thêm người bạn đồng hành thân thiết trước đó là Aaron kề bên cổ vũ tinh thần, cô gái nhỏ bé này có làm nên chuyện tạo một cú lợi ngược dòng ngoạn mục? Thì hôm nay em cũng rất là vui, tại vì lần trước mặc dù là mình không có được là người chiến thắng nhưng mà lần này vẫn được chương trình ưu ái mời lượt vào danh sách gọi là những người chơi được yêu thích nhất, cho nên là lần này được chơi với lại anh Jason là người bạn đồng hành của mình, lần này cũng là người chiến thắng lần trước, chơi với lại chị người mẫu Trang Trần. Trong hành trình trước, khi khám phá mảnh đất Tây Bắc hùng vĩ, Jackson đã tạo ra kỳ tích khi trở thành chàng trai nước ngoài duy nhất tính đến thời điểm này giành được chiến thắng trong chương trình Bạn Đồng Hợp Ý. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ, xung đột về cá tính với người bạn đồng hành của mình,
liệu lần này khi kết hợp với Nguyệt Ánh, những rào cản đó đã phần nào được gỡ bỏ? Jason có thể tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình về thể lực, sự thông minh, nhạy bén, bảo vệ ngôi vô địch của mình. I'm very excited. I think the other team looks a little bit strong. We might have a tough time, but we won last time, so and you speak good English. So I'm happy about this. Hey, relax. We gotta sell them all. We have like 10 minutes left. We need to sell them all. If we don't sell them all. Uno, uno, uno. Đừng chọn người cao. Nhìn cho chưa? Mahaba. I'm beating you. No. Yeah. Good. Yeah, good. Đến chính lại là Nguyễn Anh chỉ nói được chút chút thôi, nhưng mà Nguyễn Anh sẽ cố gắng hết mình để mà có hai người có thể hiểu nhau. Ok, rất là tốt. Tôi phải nói lời xin lỗi với Hồng Ân, bởi vì mặc dù tôi sẽ dẫn chương trình rất là công bằng, có lẽ thì tôi sẽ cổ động cho Nguyễn Ánh trả thù từ lần trước. No problem. Cố lên. Trả thù nha. Bây giờ thì cách chơi của chúng ta đã thay đổi từ lần trước một chút. Lần trước là hai đội thì đi ngược đường với nhau, nhưng bây giờ là cuộc thi của nhà vô địch, vậy thì nó phải khó hơn chút xíu, phải không các bạn? Chúng ta sẽ đi cùng đường với nhau và tính đối kháng của nó sẽ cao hơn. Vậy thì mỗi ngày thì các bạn phải sẵn sàng để chiến đấu hết sức nhé. Bây giờ chúng ta hãy khám phá nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì. Bây giờ tôi sẽ trao phong bì cho hai đội, nhưng mà các bạn không được mở phong bì đến khi nào tôi đã rời khỏi đây được 10 phút nha. Không ăn nha nha. Ok. Chúc may mắn. Thank you. Bye bye. Không. Không được ăn nhang rồi hả? Đi 2 phút mà đã ăn nhang rồi hả? Chưa xem. Ok. Lâu lại. Tôi rời khỏi đây được 10 phút là các bạn mới được mở phong bì và nhìn nội dung là như thế nào nha. Ok, hình như là lần này là tôi phải phải nghiêm ngặt chút xíu nha. Ok. Không ăn nhang nha. Ok, what do I do? Today open it to. We have to wait for 10 minutes. What? Can't hold it to me for 10 minutes. The Thai he go. Các bạn hãy tìm gặp tôi. Tìm gặp MC tại địa điểm mà đội thua cuộc trong hành trình đầu tiên của bạn Đường Hợp Ý đã từng thực hiện thử thách tại đây. Đội nào tới trước và nhận được cờ của MC có 5 điểm. Okay, what do we do? Cá? Maybe in the market. Yeah, market. Okay. Okay, so we have go to the fish market. Yeah. Why is this better though? Because do we have to find those people? Yes. No. No. This is the first winner. Ah, okay. Okay, let's go. Okay. So where you going last time? Ngày hôm qua. Cần Thơ. Oh, Mekong Delta. What? Mekong Delta. Yeah. It's so hot. Oh. Yeah, it's quite cold. Yes. Maybe we stop and ask another again. Okay, we have to stop and then ask somebody where is that? Yeah. Okay. Okay. Ask this person. But we have to stop and ask. Okay. Yes. Okay. Okay. Where is he? Theo. Find him. Where is he? Cái ông tay bự bự đi không? Ông nào? Oh, it's not him. No. Cô sáng giờ cô có thấy ai mà làm chương trình đám cưới tụi con đi qua đây không? Được ai? Không được cô cáo luôn.
Hello. Hello everybody. À, chị ơi, tại vì có cái ông tay nào vô nút ở đây không? Chú nãy giờ chú có thấy có ông tây nào vô đây không chú? Không, không, không. Cái chỗ đóng ghe là chỗ nào không phải ông này? Chỗ đóng ghe là chỗ nào chú? Chỗ đóng ghe hả? Dạ. Chỗ đóng ghe mất cái trên kia lắm. Mà có bán cá cho nó có bán cá không? Không, không. Những đầu trên này là trên này bán cá hả? Chơi, chơi. Sáng giờ cô có thấy ai làm chương trình đi ngang qua đây không? Cũng có một người nước ngoài nữa. Chạy lên đây hả? Không, nhưng mà cùng lúc với con á là không phải. Trước, trước kia, trước. Go, go! Jessica, go! Jessica, woo! Come on, come! Đi nào chú? Đi nào? Have fun! Let's go, let's go! Không quân khu này thôi nha! Black! That's my boy. Hey, congratulations, man. Thank you. You have to go from there. Oh boy, now it's a horse race. Chúc mừng em. Chào mừng. Sao lên được ta? Alright, I'm getting fishy already. Rồi, chúc mừng hai bạn. Now we did it. Được, 5 điểm. Có còn là như vậy là đội của Nguyễn Ánh và Jason giành được 5 điểm đầu tiên của cuộc chơi. Nhưng mà mấy bạn này đừng có buồn nha, thì còn một con đường rất là dài. Xin hỏi Hồng Ân là mặc dù là đã xuất phát trước mà có lợi thế vì biết địa hình ở đây, thì tại sao lại đánh trễ hơn? Hồng Ân nghĩ là địa hình thì ai cũng dễ biết, không phải vấn đề, nhưng mà tìm chỗ chạy nãy tìm bên kia chạy qua thì rồi cuối cùng lại ở bên này. I was sort of looking for a special place and this looked different than everything else, so I was sort of attracted to this area. And then the handsome guys over here where a handsome American guy was, and they pointed me out here. So I'm on because two guy foreigner, yeah. So as có ai thấy ai là foreigner ở đây không? Show him, so the big problem. Bởi vì bên này hỏi là người Mỹ ở đâu, thì họ sẽ chỉ anh này nè. Anh này hỏi là người Mỹ ở đâu thì sẽ chỉ mình chứ. Tại vì thật ra hồi nãy em với anh Jason tới đây trước, cho nên là nếu mà anh hỏi thì người ta sẽ chỉ là anh Jason. Cho nên lúc nãy là em với anh Jason không biết đi hướng nào, cho nên là tẻ ra mỗi người mỗi hướng. Cái này cũng là một chiêu hay nha. Đấy, đi hai hướng nè, mà tiếc là Jessica không có là chèo được nha. Detach it from the thing, but I couldn't. Thực sự rất là khó, đối với Ân cũng vậy, rất là khó chèo thuyền, từ việc chỉ có những người ngư dân có thể làm thôi. Nếu mình không muốn thì cái rất là khó giữ thăng bằng để mà tiến tới. Wow, vậy thì Jason rất là người cứu tôi. Bởi vì Jason có chiêu.
Jason không có biết chèo đâu, nhưng mà Jason tự kéo mình với cái dây trên cái thuyền khác. Chúc mừng đội Nguyễn Ánh và Jason. Dạ, cảm ơn anh. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, cũng có giá trị 5 điểm nha. Hai đội hãy thi vận chuyển số sọt cá tại đây lên xe tải. Đội nào chuyển hết một phần nửa số sọt tại đây trước sẽ được 5 điểm. Đội thua không được điểm nha. Hai đội hãy thi đếm số sọt cá tại đây. Đội nào đếm chính xác và ít thời gian hơn sẽ được vận chuyển trước một sọt. Khi mà các bạn đếm xong thì giơ tay lên. Rồi ai giơ trước thì sẽ nói trước. Khi nào là đến cái xe tải là phải để trên xe rồi người ở trong đó sẽ xếp. So the moment that you one team puts the basket on the truck, the other team can start. Okay. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu! Okay. Hồng Văn chết. 132. Chính xác. Bùm! Là... Ok. Nói trong 7 giây luôn. Okay. Hey guys, it's over. It's done. It was done about like 10 seconds ago. Before we started. Okay, because someone was counting. Yeah, someone was counting. Làm sao mà hai bạn có thể đếm nhanh thế? Cái này là đếm thang dọc, một cái là 5, cái là 22, nhân là 110, cái lẻ kia là 12. Thấy bạn này có chiêu chưa? Rất là hay. Còn là Nguyễn Ánh cũng đếm nhanh nè. Ừ, em đếm nhanh, em đếm ấy, nhưng mà cái người kia thì nói cho anh Arom, anh biết rồi, tại vì người dân đã nói 132 rồi. Ok, chuẩn bị làm cái phần tiếp theo nha. Đội này có quyền vận chuyển một sọt trước nha. Once they put the basket on the truck, you can start. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Take two at a time, two at a time. Jason, two at a time, two at a time. Two at a time, two at a time. One on top of another, one on top of another, one on top. Bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Không biết. Không biết thì sao? Mười chín. Em bao nhiêu? We have to wait for them to get onto the bus as well. Ba mốt, ba hai, ba ba, ba bốn, ba năm, ba sáu, ba bảy, ba tám, ba chín, 40, 41, 42. 41. Như vậy là chúng ta đã làm xong
nhiệm vụ thứ nhì ngày hôm nay. Và bây giờ công bố là bên nào là đã vận chuyển bao nhiêu sỏi nha. Bên đội của Hồng Ân và Jessica vận chuyển được 65 sọt. Còn bên đội của Nguyễn Ánh và Jason vận chuyển được 67 sọt. Chúng bên này được thêm 5 điểm nữa. Là tất cả hôm nay là được 10 điểm. Nhưng mà bên này đừng có buồn nha. Thì phải lấy một sự đánh bại này là động cơ để phân đấu tiếp. Trời ơi, muốn ná thở luôn lần đầu tiên á. Anh khinh nặng mà khinh một lúc phải với tốc độ như vậy, mà với cái trọng lượng như vậy, và với cái mùi như vậy. That was tough. That was really hard. These are heavy bags of fish. And when you hold them like this, you get a little fishy. I liked it, but we could have been like more strategic. Like what we started doing later was better. Like when we were both carrying them, it would have been more efficient, I think. Although you're faster with one, I don't know. It would have been. I think it would have been better if we did that. Chắc chắn các bạn có thể đoán được nhiệm vụ tiếp theo của mình là cái gì. Thì mình phải vận chuyển đá nha. Cái này không dễ đâu nha. Để giúp đỡ các bạn có thêm tự tin để gần gũi với nhau, chúng ta sẽ mời ăn kẹo Double Meat. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta như sau. Trong vòng 30 phút, hai đội hãy cố gắng chuyển nhiều nhất có thể số đá cây trên xe tải, uống xe đẩy và dùng xe đẩy vận chuyển giao cho vựa đá quy ngân. Đội nào chuyển được nhiều hơn sẽ được 15 điểm, còn đội thua sẽ được 10 điểm. Cái đá vỡ sẽ không được tính nha. Trò chơi này hơi bị khó nha. Thì hy vọng là các bạn có thể chuyển hết nha. Các bạn sẽ có 30 phút. Bây giờ để chọn đội nào sẽ chuyển từ xe nào trước, chúng ta sẽ quan tỷ nha. Jessica and Jason, you ready? Hey, rock. Oh, do we say it? No, we go paper scissors. Yeah, rock. Go ahead. All right. 3, 2, 1, bắt đầu. Wait. Oh. On 1, 2, 3, right? Yeah. 1, 2, 3. Oh my god, you gotta keep going. 1, 2, and then. Okay, okay, okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, bên này có quyền chọn xe. What do you want to choose? From here or there? Who do you want? This one, I think. Over here? Yeah. Okay. You hold. Oh, okay. Go! Careful. Okay. Đã được 3 cây rồi. 4 cây. 4 cây. Có cái tấm gỗ cho anh, xin tấm gỗ rồi. Ok, tấm gỗ là 5 cây nha. So in total you have 5 blocks. It's gonna fall.
Okay, you go here. I'll go up in front. Slow, slow, slow. Dom, dom. Cho cái này vô cái. No! 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 No, no. Let's go back and get the other ones. Let's go back. They're broke. Let's go back and get there's four more. Four more. I know, four more in the truck. We have five already, but in the truck. Just seven. I know, in the truck there's four more. Let's get them. No, no. Come on. We have plan you. We there's, have five over there. But there's all right, all right. There's there's more in the truck. No, another team just have seven. Okay, slow, we gotta slow, be careful. Slow. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bãi cây nha, bãi cây, bên này năm cây, bên này bãi cây, phải, six, sáu cây, bãi cây, tám cây. But how many they got over there? Boy, okay, okay. Okay, okay, that's good. You guys are so good. 11 cây. 12 cây. Oh. Oh, 12 cây nha. Oh. 13 cây. 11 cây. Ok, quay, 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 quay. 13 cây. 15 cây. 15 cây. Bây giờ đội của họ và Jessica đang dẫn 2 cây. Yeah, let more, more, more. Hey, let the tunnels get more. No time. Come on, beep, beep. Ở đâu? Đội này đang thua 2 cây nha. Đội này đang thua 2 cây. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. 14 cây. 15 cây. If you don't point it out, we quit, huh? What? Because we hold everything. Huh? 16 cây. 17 cây. Còn 3 phút nữa. 18 cây. 3 more minutes, 3 phút nữa. 19 cây. 16 cây. 7, 8, 9. Hey, go, 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 go. 17 cây. 18 cây. 19 cây, hoài nhớ thôi. No more ice. Really? Yeah. Trận chơi này cũng rất là nặng, tại vì cái cảm giác mà mình thở mà mình cảm giác mình bị đứt hơi, cổ của mình nó bị khàn chứ nó bị khô hẳn luôn, có nghĩa giống như là không nói được, mình đứng đứng mà mình thôi thì mới nói được.
vậy là hết giờ rồi. Mà hai đội đều hòa nhau, hết đá, hết giờ. Nhưng mà đội nào cũng được 19 cây. Cho nên là đội nào cũng được 10 điểm. Tổng cộng đội ngày hôm nay, đội này ngày hôm nay có được 20 điểm. Đội này được 10 điểm, chênh lệch 10 điểm nha. Good. I think we have more time. We were like gaining on them. They got the hang of it really quick, and we dropped heaps at the beginning. Yep, yep. So I think more time we would have just gone. Probably would have won. They did the opposite and got in front at the beginning. So It was good. Lúc mà trận đá đầu tiên á thì em và anh Jason cũng may mắn là dẫn trước được một xe. Một xe đúng rồi. Thì khi mà đến xe thứ hai quành lại thì mới thấy là đội của anh bị vỡ hết rồi. Nhưng mà tới đây thì xe đá này hết đá rồi. Thì em phải đứng chờ mất hai lượt như vậy. Tới quá thì lấy hết đá rồi thì phải chờ nữa. Nhưng mà công phải công nhận là trong game này thì anh Jason rất là khỏe luôn. À đúng rồi. Chỉ hỗ trợ thôi, còn đa số là ảnh làm. Không phải vậy thì tay bị sút hết. Đúng rồi. May là em nhờ mấy người dân đây có kinh nghiệm, nói là phải phủ tay áo xuống không thôi là sẽ bị như vậy. À sẽ vậy đúng chứ. Ok, chúc mừng hai bạn đã có một trò chơi rất là vui, rất là căng thẳng. Ngay từ đầu ngày thi đấu thứ nhất, không khí thi tài giữa hai đội chơi đã thực sự nóng lên, không phải chỉ vì nhiệt độ thời tiết đặc thù mà chính bởi sự quyết tâm thi đấu của cả hai đội chơi xuất sắc này. Cảng cá La Gi đã thực sự được khuấy động. Nhiệm vụ tiếp theo đã được hé mở, liệu đội chơi nào sẽ tiếp tục chiến thắng ở nhiệm vụ này và giành được ưu thế tại vòng đua cam go này? Hãy tiếp tục đón xem tập 33 vào lúc 22:30 ngày 11 tháng 8 năm 2013 trên kênh HTV7.